Dạ vâng, em luôn chào cả nhà nhé. Một cái thí nghiệm nho nhỏ, rồi các anh chị quyết định là mình xem là mua hay là không mua cái chiếc bếp ga này ạ. Em sẽ test cái tính năng an toàn, đó là tính năng sẽ khóa ga khi mà bị mất ngọn lửa đi ạ. Em vặn nhỏ quá rồi. Các anh chị đếm ngược cùng với em Hương nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ ạ. Vâng. Chiếc đồng hồ, chiếc đèn đã báo sáng ở đây rồi, là đã báo khóa ga khi mà chúng ta bị mất ngọn lửa đi khoảng tầm 10 đến 15 giây thôi ạ. Đấy, em vừa test cho các anh chị xem cái tính năng an toàn, đó là tính năng khóa ga khi mà bị mất ngọn lửa đi ạ. Bếp bếp đã khóa ga rồi, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? 10 điểm cho cái sự an toàn và cái sự thông minh này. Các anh chị đang xem sản phẩm trên kênh YouTube Hương Bù Nhật Bãi. Cả nhà đang xem thấy cái chiếc bếp ga này thông minh thì ủng hộ em Hương một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Một chiếc bếp chỉ có hơn 1 triệu thôi ạ. Một chiếc bếp sử dụng cơ bản giống như là bếp Việt Nam, nhưng mà lại có thêm rất là nhiều cái tính năng tuyệt vời khác. Tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Tính năng tiện lợi bởi có thêm một cái lò nướng ở đây nữa ạ. 6 chữ dùng để miêu tả chiếc bếp ga này, đó là an toàn, tiết kiệm và tiện lợi các anh chị nhé. Đấy, bây giờ em Hương sẽ test cho cả nhà theo dõi cái tính năng tuyệt vời, đó là tính năng khóa ga khi mà bị nồi cạn nước nhé. Đấy, chúng ta nấu cái chiếc bếp ga này, không may chúng ta có bị quên thì cũng không lo bị cháy nồi. Các bà, các mẹ sử dụng cái dòng bếp ga này thì yên tâm nhé, đã có một cái người bạn đồng hành cùng với chúng ta trong quá trình nấu nướng. Về chất liệu mặt bếp thì ở đây là mặt sơn, dòng sơn tĩnh điện, sơn ô tô. Nếu như mà các anh chị không lấy những cái vật sắc nhọn chúng ta cà lên cái mặt bếp này thì bếp sẽ không có bị chảy, bị xước đâu đúng không ạ? Kiềng của bếp là bằng thép không gỉ anh chị nhá. Ở đây còn có một cái bít chắn dầu nữa này, còn có một cái bít chắn dầu mỡ. Chúng ta có thể tháo ra để chúng ta lau chùi vệ sinh cho dễ thôi. Bây giờ em sẽ test cái tính năng an toàn, đó là tính năng khóa ga khi mà nồi cạn nước này. Em sẽ có sử dụng công cụ hỗ trợ, em test cho nhanh. 200 độ là bếp sẽ giảm nhỏ và 250 độ là bếp sẽ tắt bếp. Tắt bếp là khóa ga luôn. Đã rồi, đã tắt bếp rồi các bác nhé. Đã tắt bếp rồi đẹp. Em sẽ sang cái chiếc bếp bên phải này. Lúc mới đầu lửa sẽ rất là to, khi mà nồi nóng lên thì lửa sẽ giảm nhỏ lại. Nấu nướng có quên thì cũng không sao, không lo cháy nồi, không có lo mất cái công sức chúng ta dày công chuẩn bị đồ ăn mà nó món ăn lại nấu thành cháy đen thui. Đã khóa ga luôn rồi đây ạ. Tắt bếp là khóa ga ngay lập tức luôn. Em sẽ test cho các anh chị có thể tận mắt được nhìn thấy nhé. Đấy, trong video ngày hôm nay thì em sẽ báo giá một số mẫu bếp ga, còn một chiếc duy nhất thôi ạ, còn một chiếc duy nhất giá dưới 2 triệu này. Chiếc này em Hương bán với giá là 1.700.000 đồng, chỉ có 1.700.000 đồng cái mã bếp ga này thôi. 0359014200 là số của em Hương ạ. Em Hương xin phép được test lửa và test các tính năng của cái chiếc bếp đầu tiên, còn những mã sau thì em Hương xin phép không test nhá. Hai bếp nấu phía trên và có một cái lò nướng cực kỳ tiện lợi luôn đúng không ạ? Nhà em dọn bếp rất là kỹ rồi, chỉ có 1.700.000 thôi, gọi là thêm một cái tính năng tiện lợi nữa, có một chiếc lò nướng ở đây ạ, thay nồi chiên không dầu và lò vi sóng. Tính ra chúng ta mua nồi chiên không dầu hay lò vi sóng cả nguồn nữa thì cũng phải mất cả tầm 1.500.000 - 2 triệu rồi đúng không? Chúng ta mua cái chiếc bếp ga này, chúng ta vừa nấu vừa nướng cực kỳ tiện lợi luôn. L1 trong video cố của ngày 12 tháng 7 chỉ có giá đó là 1.700.000 đồng thôi ạ. Em Hương đã test hết các tính năng rồi, giá thì cũng đã báo rồi. Bác nào mà ưng ấy thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Số điện thoại em để ở phía trên đây ạ. Em xin phép qua mã số tiếp theo. Dạ vâng, sang cái chiếc bếp thứ hai ạ. Nếu mà chiếc bếp mã L1, mã đầu tiên đó là cái dòng mặt sơn tĩnh điện thì cái chiếc bếp L2 này đó là dòng mặt men các anh chị nhé. Dòng mặt men có cái tông màu là tông màu ghi, kết hợp giữa màu đen và màu ghi, vừa sáng vừa tối trông rất là đẹp đúng không cả nhà?
vẫn là hai bếp nấu phía trên và cũng có một cái lò nướng ở phía dưới đây ạ. Bếp nào bếp ra nhập thì chiếc nào cũng như chiếc nào, chủ yếu em quay về mẫu mã màu sắc cho các anh chị có nhiều cái sự lựa chọn hơn thôi. Đây là tiền của bếp các anh chị nhé. Đối với cái chiếc bếp ga này thì có điểm trừ, đó là có một vài vết chấm nhỏ đây, nhà em có xử lý lại cho mình rồi. Ok chị ạ, chia lửa là bằng nhôm hợp kim này. Hai cái bộ phận quan trọng nhất của một chiếc bếp đó là chia lửa và họng bếp. Các anh chị cứ chọn những cái chiếc bếp nào mà chia lửa đang còn tốt và họng bếp đang còn đẹp thì các anh chị mua nhá. 2 triệu đồng thôi ạ, chỉ có 2 triệu đồng cái chiếc bếp ga này thôi. Góc bên trái sẽ là khay chứa pin và phím vặn sẽ là công tắc bật bếp. Đây chị, anh chị nhá, mình ấn vào, mình vặn ngược chiều kim đồng hồ là đã bật được bếp thôi. Đấy, vẫn là giá dùng thử, dòng mặt men thì các anh chị lau chùi vệ sinh sẽ sạch sẽ hơn dòng mặt sơn nhá. L2, 2 triệu đồng ạ. Đây, các anh chị chụp màn hình lại giúp em luôn với ạ. Rồi, tiếp theo sang mã bếp L3. Một em bếp nhà Paloma. Nếu như hai mã đầu tiên là của nhà Zinmai thì cái chiếc bếp L3 này là của nhà Paloma, với thiết kế màu đen hết đúng không ạ? Màu đen hết và công tắc bật bếp đó là dòng phím nhấn. Đối với dòng kiềng của Paloma thì rất là dày dặn các chị này, rất là dày dặn luôn. Chia lửa của dòng Paloma thì sẽ là bằng đồng. Bằng đồng đấy ạ. Nói chung là hàng bãi thì cũng không thể tránh khỏi những cái vết chảy, vết xước được đâu cả nhà. Đây em có chấm lại sơn, chỗ này em có chấm lại có chảy thì em có chấm lại rồi. Cái dòng này là dòng mặt men nhá, dòng mặt men bao giờ cũng sẽ đắt hơn dòng mặt sơn hết. Chiếc này thì em Hương đang bán với giá là 2.200.000 đồng. Góc bên trái sẽ là khay chứa pin này. Đây ạ. Đây, cái chiếc bếp này thì cũng có một anh khách đang hỏi, nhưng mà chưa em chưa thấy chuyển cọc. Đấy, các bác nào mà xác định lấy rồi thì chuyển cọc luôn giúp em. Nhà em Hương đi hàng là sẽ có cọc. Đấy, bác nào mà nếu mà mình không cọc thì mình cũng mình không lấy thì mình báo lại, không có là lỡ những của khách sau. Sử dụng rất là dễ thôi. Bật bếp bên trái, đây là công tắc bật của bếp bên trái, đây là công tắc bật của bếp bên phải, còn đây là bật lò nướng nhá. Cứ thấy hình con cá ở đâu thì là lò nướng ở đấy. Đối với cái dòng phím nhấn như thế này thì sẽ điều chỉnh cái độ to nhỏ của lửa ở đây bằng cần gạt đấy ạ. Chỉ có 2.200.000 đồng thôi. Nếu anh chị mua mới thì mua mới hoặc là mua hàng dùng lướt ý, thì nó phải tầm 3.500.000 đến 5-7 triệu tùy hàng lướt hay là hàng bãi, hay là hàng mới. Nhưng mà hàng bãi thì mình chỉ hơn 2 triệu thôi. Các cái chức năng thì cũng giống nhau cả, chỉ khác nhau về độ mới thôi ạ. Thì nó cái giá tiền nó cũng khác nhau rồi. L3 2.200.000. Anh chị ưng thì chụp màn hình lại giúp em nhé. Sau 3 cái dòng bếp đơn giản thì em Hương lại tiếp tục lên thêm 3 mẫu bếp dòng full chức năng để cho các anh chị có nhiều sự lựa chọn. Trước mặt chúng ta đây đó là một chiếc bếp nhà Zinmai ạ, dòng mặt kính full chức năng. Bo viền này là bo viền kim loại, dòng này dòng mặt kính anh chị nhé. Đây, chia lửa của em này là bằng nhôm hợp kim. Kiềng các anh chị có thể tháo rời để chúng ta vệ sinh. Ưu điểm của dòng mặt kính đó là gì? Ưu điểm của dòng mặt kính đó là chúng ta nấu nướng dầu mỡ của bàn ra thì các anh chị lau chùi vệ sinh cũng rất là dễ. Bếp cơ bản hay là bếp phun chức năng thì vẫn sẽ đầy đủ các cái tính năng an toàn, tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Còn đối với những cái dòng phun chức năng, tại vì sao lại gọi là phun chức năng? Phun chức năng vì có thêm nhiều cái tính năng tiện lợi khác. Đó là gì ạ? Đó là đồng hồ hẹn giờ, chế độ nấu cơm, nấu cháo, nấu nước đúng không ạ? Điều chỉnh độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt. Và góc bên trái đây cũng sẽ là một khay chứa pin nhé. Phím nhấn là công tắc bật bếp này. Các chức năng của bên bếp bên trái, tùy chỉnh nhiệt độ trên rán 140 đến 200 độ C, chế độ nấu nước, nấu cơm, nấu cháo. Và đây là đồng hồ hẹn giờ, chúng ta có thể hẹn giờ cả bếp trái và bếp phải luôn nhé. Đấy, anh chị nào mà chốt cái mã này thì em Hương sẽ quay video hướng dẫn chi tiết các anh chị sử dụng hơn. Em này khay nướng đâu nhỉ? Khay nướng anh chị nào vừa lấy ra rồi. Đây ạ, đây là khay nướng và vị nướng của bếp đều bằng inox hết. Nội thất bên trong của lò nướng đây ạ, rất là đẹp luôn. Dòng nướng 2 tầng lửa nhá. Mã này thì em Hương đang bán với giá là 3.800.000 đồng thôi ạ. Đối phiên bản này em sẽ có màu đen, màu ghi như thế này và màu xanh. L4 chỉ có 3.800.000 đồng thôi. Rồi, tiếp theo nữa thì cũng giống như cái mã vừa xong đấy, giống mã L4 thì em này có cái tông màu đó là màu xanh lục đảo, gọi là màu xanh rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, anh chị nào mà không thích màu quá đen
thì có thể lấy màu xanh này, lấy mã L5 hoặc là lấy mã L4. Tất cả các chức năng thì đều giống nhau. Góc bên trái đây là sẽ là khay chứa pin này. Ở đây là phím 3S để cho chúng ta chiên rán hoặc rang đồ khô. Bên bếp bên phải thì sẽ có đồng hồ hẹn giờ của bếp trái bếp phải, nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán 140 đến 200 độ C. Chúng ta sẽ gọi là điều chỉnh cái độ to nhỏ của lửa bằng cần gạt nhé. L5 cũng chỉ có 3.800.000 đồng thôi ạ. Đấy, anh chị nào thích màu xanh thì lấy cái mã L5 này. Em cũng có một màu đen nữa nhưng thôi em không lên màu đen, không có lên nhiều mẫu quá. Màu sáng hơn nữa thì lấy cái mã M4 này, đồng giá cho anh chị là 3.800.000 nhá. Rồi, sang một cái mã màu không đen, không xanh, không trắng mà gọi là cái màu vân đá này. Màu vân đá của Zinai luôn. Hôm nay chọn 3 cái chiếc bếp dòng mặt kính để giới thiệu cho quý anh chị. Bo viền inox rất là đẹp đúng không ạ? Những cái chiếc bếp mà có bo viền inox như thế này thì trông rất là sang trọng này. Kiềng của bếp cũng là bằng kiềng luôn. Xin lỗi ạ, kiềng của bếp bằng inox cho em luôn. Đây là chia lửa nhá, chia lửa của chiếc này thì bằng đồng. Thì có cái mã L4 thì chia lửa bằng nhôm thôi, L5 và L6 thì đều bằng đồng hết. Mặt kính vân đá trông cũng rất là sang đẹp. Đây ạ, rất là đẹp đúng không cả nhà? Cũng là một chiếc bếp dòng full chức năng. Nấu cơm này, em xin lỗi ạ, hẹn giờ của bếp trái bếp phải, nấu nước bếp trái bếp phải. Phím 3S để cho chúng ta chiên rán, nấu cơm, nấu cháo. Và cái chiếc này thì sẽ có một cái đồng hồ điện tử ở đây. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái, gọi là cái lò nướng nhá. Lò nướng bằng phím điện tử, cái dòng này thì sẽ đắt hơn. Mẫu này em luôn đang bán là 4.500.000 cơ. Đấy, chiếc nào nhà em dọn cũng rất là kỹ luôn rồi. Khay nướng cũng là dòng không cần nữa. 4.500.000 cho cái chiếc bếp ga này ạ. Đấy, anh chị nào mà ưng cái mã nào thì chụp màn hình lại giúp em Hương nhé. Quay thành vách cho cả nhà cùng theo dõi này. Thành vách đẹp, không có móc méo gì đâu ạ. 4.500.000 cái mã bếp ga này thôi. 6 mã bếp ga được giới thiệu đến quý anh chị ngày hôm nay. Đã có dòng mặt kính này, mặt men này, mặt sơn. Giá thì từ 1.700.000 đến 4.500.000 đúng không ạ? Để mình ưng cái chiếc bếp ga nào thì chụp màn hình lại giúp em nhé. 0359014200 là số của em Hương ạ. Nhà em tại Thanh Hóa và có ship hàng toàn quốc. Về hình thức thanh toán thì bên em Hương có cọc, các anh chị cọc nhẹ giúp em vài trăm thôi để lấy chi phí vận chuyển. Tất cả các bếp ga dòng 1.700.000 hay dòng 4.500.000, 5.000, 7.000 đều bảo hành cho các anh chị 12 tháng. Nên chúng ta cứ yên tâm sử dụng nhé. 6 mẫu bếp ga đã giới thiệu đến quý anh chị rồi. Mình ưng cái mã nào thì ủng hộ mình em ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trước khi rời kênh thì các anh chị ủng hộ em một like, một đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.